Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thông tin về bệnh bạch hầu xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh là sai sự thật. Thí thủ tàu Hải quân và tàu tuần duyên Mỹ giao lưu với trẻ mồ côi cơ nhở tại Khánh Hòa. Khó xử lý xe ba gác tự chế chở hàng công trình tại thành phố Hồ Chí Minh. Nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ tăng kỷ lục ở Las Vegas, Mỹ. Thưa quý vị, chiều qua đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, hiện nay thành phố chưa ghi nhận ca bệnh bạch hầu mới nào. Ca bệnh bạch hầu gần đây nhất xuất hiện tại thành phố là vào năm 2020. Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, giám đốc HCDC, hiện nay trên mạng có tin đồn bệnh bạch hầu xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng thực tế là chưa ghi nhận ca nào. Bạch hầu là bệnh nhiễm trùng lây lan nhanh và dễ gây tử vong. Bệnh này có vaccine phòng chống và thuốc điều trị, nếu điều trị kịp thời hầu như sẽ khỏi. Triệu chứng của bệnh bạch hầu là xuất hiện màng màu trắng đóng trên vòng họng, kèm ho, sốt, khó thở, chán ăn. Khi có triệu chứng nghi ngờ, người dân phải đến ngay cơ quan y tế để được khám chữa kịp thời. Theo quy định, người nhiễm bệnh này phải cách ly. Cũng vào chiều qua, tiến sĩ Hoàng Minh Đức, cục trưởng cục Y tế dự phòng Bộ Y tế cho biết, dịch bệnh bạch hầu vẫn chưa được loại trừ ở Việt Nam, nên việc tiêm vaccine phòng bệnh là biện pháp phòng ngừa quan trọng và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, người dân không tự ý tiêm chủng vaccine chứa thành phần bạch hầu khi chưa có hướng dẫn khuyến cáo cụ thể của cơ quan y tế. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh bạch hầu hiện ở mức thấp và hệ thống y tế có thể kiểm soát được các ca bệnh. Việc mua chữ ký số theo dự quy định tại luật giao dịch điện tử 2023 và dự thảo nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các tổ chức tín dụng cũng như làm tăng chi phí của người dân và doanh nghiệp mỗi khi giao dịch với ngân hàng. Nội dung trên đã được các thành viên của Hiệp hội ngân hàng đưa ra trong cuộc họp vào sáng hôm qua tại Hà Nội. Theo dự thảo nghị định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy do Bộ Thông tin và Truyền thông soạn thảo, mỗi giao dịch ngân hàng điện tử như gửi tiền, vay tiền, mua bán ngoại tệ đều phải có chữ ký điện tử và phải mất phí để duy trì chữ ký số. Theo khảo sát trên thị trường hiện có khoảng 10 đơn vị được cấp phép cung cấp chữ ký số. Chi phí mua chữ ký số theo gói cả năm trung bình là 800.000 đồng, còn nếu mua theo giao dịch là 2.500 đồng một lần ký vấn đề về mặt chi phí khi phải dùng chi phí để mua cái chữ ký số đó của các nhà cung cấp thì cũng sẽ phải tính lại cái chi phí lại cho doanh nghiệp và cho khách hàng thì cái người dân và người doanh nghiệp cũng chính là cái cái bên cuối cùng là phải chịu những cái chi phí đó hiệp hội ngân hàng cho biết đồng tình và ủng hộ việc mỗi người dân nên có một chữ ký số sử dụng cho các giao dịch công ích cũng như kinh doanh song cần phải xem xét bối cảnh thực tiễn từ cơ sở vật chất hạ tầng công nghệ mức thích ứng của người dân không làm xáo trộn hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như làm tăng chi phí đột biến cho người dân và doanh nghiệp chính vì vậy trước mắt hiệp hội kiến nghị không nên bắt buộc áp đặt người dân phải thực hiện chữ ký số Hôm qua, khoảng 600 mét khối cát biển từ Sóc Trăng đã được vận chuyển về đến đoạn cuối, phục vụ cho việc xây dựng gói thầu XL02, dự án thành phần cao tốc Hậu Giang, Cà Mau. Theo ban điều hành gói thầu XL02, đoạn huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, gói này cần khoảng 1 triệu mét khối, tuy nhiên đến nay mới có được khoảng 300.000 mét khối. Trước đó, theo thông báo từ Bộ Giao thông Vận tải, đầu tháng 7 sẽ dùng các biển đắp nền tại dự án cao tốc Hậu Giang, Cà Mau. Việc này được thực hiện sau khi hoàn thành thí điểm dùng 5.000 mét khối các biển đắp nền gần một cây số đường ở Bạc Liêu thuộc tuyến cao tốc hồi năm ngoái. Kết quả cho thấy các biển đáp ứng tiêu chuẩn về vật liệu thi công nền đường tương tự các sông. Để chuẩn bị cho nguồn vật liệu mới phục vụ thi công cao tốc, từ ngày 29 tháng 6, mỏ cát biển ở Sóc Trăng với diện tích gần 100 hecta đã được đưa vào khai thác. Theo đó, lượng cát được khai thác mỗi ngày khoảng 100.000 mét khối sẽ được đưa về các công trường xây dựng tuyến cao tốc bằng xà lan. Trong chuyến thăm tỉnh Khánh Hòa sáng hôm qua, các thủy thủ trên tàu USS Blue Ridge của Hải quân Mỹ và tàu Wichy của lực lượng tuần duyên Mỹ đã đến giao lưu cùng trẻ em tại mái ấm nhân ái xã Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh. Sau những tiếng vỗ tay nồng nhiệt chào đón đoàn thủy thủ Mỹ, mọi người trong đoàn nhanh chóng chia thành từng nhóm để tô tượng cùng các em. Sau đó, các thủy thủ lại cùng các em giao lưu văn nghệ, các nhạc công đến từ ban nhạc thuộc hạm đội 7 của Mỹ đã biểu diễn những bài nhạc không lời vui nhộn. Bỏ qua sự bỡ ngỡ ban đầu, mọi người nhanh chóng hòa làm một, cùng nhau chơi trò chơi, nắm tay thành vòng tròn bên những điệu nhạc không lời. Theo đại diện của mái ấm nhân ái nơi đây hiện chăm sóc hàng chục trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cụ già không nơi nương tựa. Không chỉ tiếp nhận và chăm sóc, nuôi dạy trẻ từ khi sơ sinh đến lúc trưởng thành. Các nữ tu ở đây còn kim luôn đại diện gia đình nhà gái hay nhà trai để dựng vợ gã chồng cho các em. Tiếp theo trong phần sau của chương trình. Công an triệu tập tài xế xe ô tô đánh nam thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện xưởng sản xuất thuốc nam hỗ trợ sinh lý giả tại Hà Nội. Thưa quý vị, xe hai bánh, xe ba gác chở hàng cồng kềnh là nguyên nhân dẫn tới rất nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã có nhiều kế hoạch tập trung xử lý xe 3 đến 4 bánh tự chế nhưng chưa thể xử lý dứt điểm, tiếp tục tiềm ẩn rủi ro lớn cho người tham gia giao thông. Tháng trước, một chiếc xe ba gác chở nhiều bình nước lọc loại 20 lít đã mất lái khiến chiếc xe bị lật đè một người đàn ông tử vong tại thành phố Thủ Đức. Một xe ba gác khác chở những chiếc ống kích thước lớn đâm tử vong một nam nhân viên y tế tại tỉnh Bình Dương. Theo lực lượng chức năng, đa số các trường hợp vi phạm đều không có giấy tờ xe. Một số bị phạt nhiều lần nhưng vẫn tái phạm. Bắt ngoài à, này hai ba chiếc à, là bị thổi là bị phạt thôi. Đều cái mưu sinh tụi anh bắt buộc phải làm. Theo thống kê, người sử dụng và thuê các phương tiện này đa phần là người có thu nhập thấp nên vẫn cố chạy để mưu sinh. Bên cạnh việc tăng cường xử lý như hiện tại, lực lượng cảnh sát giao thông cho biết sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền hướng đến nhóm người lao động, đồng thời tăng cường kiểm tra xử phạt ngay từ các cơ sở sản xuất, mua bán, kinh doanh, xe tự chế, để phương tiện này không còn gây họa trên đường phố. Một xe đầu kéo bất ngờ tông vào giải phân cách, chắn ngang đường gây cản trở giao thông. Tai nạn xảy ra vào chiều qua tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, hơn 13 giờ hôm qua, một xe đầu kéo chạy trên đường DT743 hướng từ ngã tư 550 xuống quân đoàn 4. Khi đến ngã ba giao nhau với đại lộ độc lập thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, thì phương tiện trao đảo tông vào giải phân cách bằng bê tông. Đầu xe xoay ngược 180 độ nằm chắn hết hai làn đường. Rất may không có phương tiện nào bị vạ lây. Thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa đường trơn, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường và xác định nguyên nhân tai nạn. Hôm qua, công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập Lê Hoàng Long, 36 tuổi, ngụ phường Linh Triệu đến trụ sở làm việc. Long được xác định là tài xế ô tô đã đánh tới tấp vào mặt nam thanh niên trong đoạn video clip được lan truyền trên mạng xã hội trước đó cùng ngày. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tối 8 tháng 7 tại đường số 9 phường Linh Triệu, thành phố Thủ Đức, nguyên nhân bước đầu được xác định là nam thanh niên dắt xe máy ra khỏi nhà để chắn trên đường sau đó tài xế ô tô mới bóp còi để nam thanh niên dắt xe gọn vào nam thanh niên sau đó đóng cửa ngồi lên xe máy chạy đi nhưng có quay lại nhìn tài xế ô tô nam tài xế ô tô mở kính xe xuống hỏi mày nhìn tao cái gì lúc này nam thanh niên dừng xe và lùi lại nhìn tài xế thì bị tài xế ô tô xuống xe đánh tới tấp vào mặt được biết hai người cùng ở trên con đường số 9 và trước đó chưa từng xảy ra mâu thuẫn với nhau. Mặc dù phía bị hại chưa trình báo nhưng công an thành phố Thủ Đức đã sớm vào cuộc điều tra, triệu tập tài xế Long lên làm việc để xử lý nghiêm theo quy định. Hôm qua, công an thị xã Tân Châu tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với Phan Văn Bi, trú địa bàn tỉnh về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Theo đó, Phan Văn Bi, 55 tuổi và bà DNT, 44 tuổi, trú phường Long Phú, thị xã Tân Châu, sinh sống với nhau như vợ chồng nhưng cả hai đều có nhà riêng. Tháng 8 năm 2023, sau khi nhậu xong, Bi chạy xe đến nhà bà T, rước cháu L, sinh năm 2008, là con ruột của bà T và chở cháu đến nhà của Bi để rửa chén. Khi cháu rửa chén xong vào phòng gọi Bi đưa về, thì Bi nảy sinh ý đồ xấu và đã khống chế cháu L để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Đến tháng 1 năm 2024, do thấy bụng của con mình lớn bất thường, bà T đưa L đi khám thì phát hiện L đã có thai, nên đã đến cơ quan công an làm đơn tố giác. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Hôm qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phát hiện một xưởng sản xuất thuốc nam hỗ trợ sinh lý giả, tịch thu gần 3 tấn tăng vật với tổng trị giá hơn 2,9 tỷ đồng khám xét khẩn cấp địa điểm kinh doanh tại số 61 Ngụy Như Con Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ gần 3 tấn thuốc nam cùng số lượng lớn dược liệu không rõ nguồn gốc, vỏ bao bì, hộp nhựa, tem nhãn giả cùng một máy in màu dùng để phục vụ quá trình làm hàng giả. Người đứng đầu đường dây này là Chu Văn Diễn, 28 tuổi, trú tại tỉnh Hòa Bình. Theo đó, vào cuối năm 2023, nhận thấy các sản phẩm thuốc nam hỗ trợ sinh lý của thương hiệu Kháu Vài Lèng do Hợp tác xã Dược liệu Nam Dược Mạc Minh của tỉnh Hà Giang sản xuất, bán chạy trên thị trường. Diễn đã bàn với Nguyễn Đắc Dũng, 43 tuổi, cùng chú tỉnh Hòa Bình, tổ chức sản xuất hàng giả. Dũng đã đặt mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc giá rẻ để sản xuất, diễn thì lập fanpage giả mạo và sử dụng số điện thoại gần giống số điện thoại của đơn vị bán thuốc thật để đánh lừa khách hàng. Các đối tượng đã tiêu thụ hàng chục ngàn sản phẩm thuốc nam giả, thu lời nhiều tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Khu vực mỏ đá hàng chục hecta tại thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, nhiều năm qua đã được chính quyền cấp phép để khai thác đá bằng phương pháp lộ thiên. Tuy nhiên, từ khi việc này được thực hiện, Hàng chục hộ dân tại đây lại sống trong cảnh nơm nớp lo sợ khi nhiều vụ đá đè gây thiệt hại nặng đã xảy ra. Vụ việc mới nhất liên quan đến sự cố trong quá trình nổ mình khai thác đá của nhà máy xi si măng Xuân Thành xảy ra vào tháng 3 qua. Một tảng đá nặng hơn 4 tấn đã bất ngờ lăn từ trên đỉnh núi xuống, làm sập nhà của một hộ dân. Rất may toàn bộ gia đình đi làm nên thoát nạn. Một mình đất lớn, rồi à, sau đó là đá đổ, mà lan sập nhà của em. lan xuống trước mặt luôn, mang sỏng rồi bỏ trả từ nó chứ không dám lan nữa chú ạ. Trong các đợt kiểm tra, lãnh đạo huyện Nam Giang cũng bày tỏ nỗi lo lắng trước việc nổ mình khai thác đá ở vị trí quá nhạy cảm. Trước mắt, huyện đã chỉ đạo cho các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân, thống kê tất cả thiệt hại của người dân, đồng thời phối hợp với công ty Xuân Thành để áp giá bồi thường cho các hộ dân và tăng cường kiểm tra mức độ an toàn của việc nổ mìn, khai thác đá nhằm tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Tiếp theo, trong phần thông tin quốc tế của chương trình, sử dụng AI hỗ trợ làm đẹp tại Hàn Quốc. Hãng Sotheby's lần đầu tiên đấu giá hóa thạch khủng long 150 triệu năm tuổi. Thưa quý vị, một đợt nắng nóng như thiêu đốt kéo dài đã tràn qua thành phố Las Vegas của Mỹ. Trong nhiều ngày liền, nhiệt độ ngoài trời ở thành phố này có nơi đã lên tới 46 độ C. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết nhiệt độ hơn 46 độ C đo được vào chiều ngày 10 tháng 7 tại sân bay quốc tế Harry Redd. Nhiệt độ oi bức này đã duy trì 5 ngày liên tiếp. Trước đó ngày 7 tháng 7, nắng nóng ở thành phố này đã lập kỷ lục nhiệt độ gần 49 độ C. Các chuyên gia cho biết Las Vegas đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất trong lịch sử kể từ năm 1937. Trời lúc nào cũng nóng, chúng tôi chỉ có di chuyển từ tòa nhà có máy lạnh này sang tòa nhà có máy lạnh khác nên khi đứng bên ngoài như vậy thực sự tôi rất cố gắng. Cảnh báo ảnh hưởng nghiêm trọng của nắng nóng đã được gửi tới hơn 142 triệu người trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là các cụm dân cư ở các bang miền Tây nước này. Mới đây, các nhà bảo tồn đã chứng kiến cảnh hai anh em sư tử Jacob và Tibu bơi 1,5 cây số qua con kênh Kaginza ở Uganda để tìm sư tử cái. Đây là hành trình bơi xa nhất từng được ghi nhận ở loài sư tử. Đặc biệt hơn, khi sư tử Jacob chỉ có ba chân vì bị thương do bẫy săn trộm. Nhà báo tùm học Alexander Braskowski của Đại học Griffith tại Australia cho biết, việc thiếu sư tử cái do bị nông dân giết để trả thù vì ăn thịt gia súc đã buộc Jacob và Tibu phải bơi qua kênh. Hai con sư tử đã thực hiện ba lần bơi, hai lần đầu tiên bất thành vì bị hà mã và cá sấu sông Ninh được đuổi. Theo ông Braskowski, kể từ khi theo dõi Jacob từ năm 2017, sư tử này đã trải qua nhiều thử thách, phần lớn đều do con người gây ra. Jacob đã bị mắc kẹt trong 7 giây, mất một chân trong bảy sập, rồi cả đàn bị đầu độc và cuối cùng bị trầu đâm. Tuy chỉ còn ba chân và ở giai đoạn chạm vạn của cuộc đời, sư tử Jacob vẫn chấp nhận rủi ro lớn nhất của cuộc đời mình, truyền lại gen của nó. Sự kiện này thêm một lần nữa cho thấy sức sống mãnh liệt của loài sư tử, đặc biệt là Jacob, một trong những sư tử kiên cường nhất châu Phi. Sự phát triển liên tục của trí tuệ nhân tạo AI đã đem lại nhiều tiện ích cho con người. Tại Hàn Quốc, AI đã giúp cá nhân hóa sản phẩm phù hợp cho riêng mỗi người, giúp khách hàng thuận lợi hơn trong quá trình làm đẹp cá nhân. Thông thường khi đi mua mỹ phẩm, người tiêu dùng thường tham khảo các yếu tố như thương hiệu, bao bì, đánh giá của cộng đồng hay lời khuyên của nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, các thông tin này đôi khi chưa giúp họ đưa ra được lựa chọn. Nhưng nay với công nghệ mới là một cánh tay robot hỗ trợ AI hãng mỹ phẩm Amore Pacific tự tin với khả năng phân tích màu da và tư vấn cho khách với 205 loại kem nền và 366 màu son môi khác nhau. Khi mua hàng, tôi chỉ biết chọn các màu phổ biến nhất vì rất khó để phân tích thông qua mắt thường. Hệ thống này thật sự giúp tôi cảm thấy an tâm. Dữ liệu về màu da đã được công ty thu thập trong hơn 78 năm, Robot AI giúp chẩn đoán tình trạng da của khách hàng, đề xuất sản phẩm dựa trên nhu cầu, sau đó cho phép khách hàng thử mẫu và sản xuất ra sản phẩm ngay lúc đó. Công nghệ này từng nhận được giải thưởng sáng tạo của triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2023 cho hạng mục robot và hiện đang được đông đảo khách hàng đăng ký dùng thử. Nhà đấu giá Sotheby's vừa thông báo lần đầu tiên sẽ đưa một bộ xương khủng long thời tiền sử ra đấu giá. Hóa thạch được hé lộ là của một con khủng long Apex lớn nhất chi thẳng làng mái nhà và sống cách đây khoảng 150 triệu năm. Bộ xương của Apex đã được phục chế 70% là hóa thạch hoàn chỉnh nhất của loài Stegosaurus. Xương của con vật cao 3,35m, dài 6,1m và chiều dài xương đùi lên đến 1,14m. Đây là miếng da được in 3D của Apex. Chúng tôi đã cất lớp da thật vì chúng quá mỏng nên không thể treo lên. Nhìn phần đuôi, ta biết được loài vật này khi chết đã cuộn tròn lại. Từ các vết thoái hóa xương, có thể nó đã chết già. Tổng quan các xương khác, ta biết được nó đã sống khá hòa thuận vì không có vết thương do tranh giành thức ăn hay xung đột với các loài khác. Sotheby's đã hợp tác với nhà cổ sinh vật học Jason Cooper để ghi lại toàn bộ quá trình từ việc phát hiện, khai quật cho đến phục hồi và lắp đặt bộ xương. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 7 tại New York, ước tính hóa thạch Apex sẽ được bán với giá từ 4 đến 6 triệu đô la Mỹ. Một triển lãm mới tại thành phố Moscow của Nga đang thu hút nhiều sự chú ý khi trưng bày các tác phẩm của họa sĩ Viktor Vasnetsov. Thông qua các bức họa lấy cảm hứng từ cổ tích, người xem có thể bắt gặp nhiều nhân vật và biểu tượng nổi tiếng trong văn hóa lịch sử nước Nga. Triển lãm mang tên Những kiệt tác của Vasnetsov, cầu nối thế hệ từ thế kỷ 19 đến 21. Các tác phẩm trưng bày tại đây đến từ nhiều bảo tàng như Saint Petersburg, Nizhny Novgorod, Omsk và Kirov. Những bức họa của Vaznetsov vốn rất quen thuộc với người dân Nga. Một số tác phẩm nổi bật có thể kể đến như bức ba chàng hiệp sĩ Bogatyrs, chàng Ivan Sarevich, nàng Alyonushka. Những hình tượng này xuất hiện trên rất nhiều áp phích, hộp kẹo, cốc nước, bù thiếp và tranh theo tại nước này. Ông Vaznetsov sử dụng chất liệu thần thoại và dân gian để mô tả những vấn đề đời thường. Đây là một phong cách khác biệt so với nhiều nghệ sĩ cùng thời và khá giống với chủ nghĩa hiện đại. Phần lớn khách tham quan cho biết họ đến để một lần nữa tìm tòi về bí ẩn của những câu chuyện cổ và những ký ức tuổi thơ trong tranh Vaznetsov. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 4 tháng 11. Tiếp theo trong phần sau của chương trình. Kết quả hai trận bán kết quy mô Đình Nữ đêm qua. Đi bộ thăng bằng trên dây hơn 3 số qua eo biển Messina của Italia. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin cập nhật. Xin kính chào tạm biệt.